Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn của ca nương Tú Thanh, dựng giao chắn cảnh báo cấm đường. Khởi tố 15 thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia tấn công người dân vô cớ. Hàng xóm phá lồng sắt cứu gia đình ba người khỏi đám cháy. Thông hầm xuyên núi dài nhất cao tốc Bắc Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sự ra đi quá đột ngột của ca nương nhỏ tuổi Đặng Tú Thanh khiến không chỉ những người yêu dòng nhạc dân tộc mà tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa và nối tiếc. Vụ tai nạn lấy đi tính mạng của Tú Thanh xảy ra trên tuyến đường ven biển Hải Phòng Thái Bình, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng. Được biết tuyến đường này đang trong giai đoạn thi công và đã xảy ra không ít tai nạn nghiêm trọng. Vào sáng ngày 4 tháng 7, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức dựng rào chắn cứng, cấm toàn bộ phương tiện và cảnh báo nguy cơ tai nạn trên tuyến đường này tại nút giao ngã tư tuyến đường ven biển đoạn Nghĩa Phương với Hợp Đức, phường Minh Đức, nơi ca nương Tú Thanh tử nạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hoàng Vũ Đức cho biết, tuyến đường này hiện chưa được bàn giao nhưng người dân địa phương các phường lân cận vẫn thường đi qua đây. Trước vụ tai nạn của ca nương Đặng Tú Thanh, khoảng 2 tuần trước có một trường hợp sinh năm 2001 ở phường Hợp Đức khi về qua tuyến đường này, đến địa phận Tú Sơn cũng đã gặp nạn và tử vong. Theo lời lãnh đạo phường Minh Đức, đã nhiều lần cử tri địa phương lên tiếng về việc tuyến đường này cần được tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn giao thông để người dân qua lại được an toàn sau khi có phản ánh hạ tầng điện đường cũng đã được lắp đặt tuy nhiên điện chiếu sáng trên tuyến đường này cũng rất phập phù lúc có lúc không theo lời một người dân sống gần nút giao nghĩa phương hợp đức quận đồ sơn từ khi có tuyến đường ven biển chạy qua không biết bao nhiêu vụ tai nạn xảy đến vì những khối bê tông cao hơn mét dựng sát nút giao che khuất tầm nhìn phương tiện khi qua con dốc này Khu vực xảy ra sự cố đang được lực lượng chức năng thi công. Một chiều đường đã thảm nhựa, một làn chưa được thảm nhựa. Tuyến đường ven biển rộng 24 mét, rất thoáng và chưa hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng rất nhiều ô tô, xe tải di chuyển hàng ngày với tốc độ cao. Dọc đường ven biển có nhiều vị trí còn ngổn ngang vật liệu, bê tông, đá và không có rào phản quang, biển cấm phương tiện, công trường hay cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Đáng chú ý, tuyến đường ven biển qua thành phố Hải Phòng dự kiến cuối năm 2024 mới hoàn thành. Nhà thầu treo nhiều biển cấm, nhưng người dân vẫn đi vào. Nhiều người vẫn lách qua phần vệ đường để vào đường ven biển bất chấp cảnh báo nguy hiểm từ các vụ tai nạn xảy ra trước đó. Sau khi xảy ra tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Hải Phòng cho biết đơn vị vừa yêu cầu các nhà thầu thi công dựng rào chắn cứng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển hải phòng thái bình đoạn qua địa phận quận đồ sơn và huyện kiến thụy theo đó các đơn vị thi công dựng rào chắn cứng bằng các khối bê tông tại nút giao đường phạm văn đồng với đường ven biển cấm phương tiện di chuyển vào công trường dự án tại các nút giao giữa tuyến đường ven biển với đường dân sinh đoạn qua địa phận các phường xã thuộc quận đồ sơn và huyện kiến thụy đơn vị cũng dựng rào chắn cấm phương tiện đặc biệt là đối với ô tô xe tải theo ban quản lý dự án các công trình giao thông Hải Phòng, việc dựng rào chắn nhằm cấm xe tải, ô tô và các phương tiện di chuyển vào công trường đảm bảo an toàn giao thông, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Với hiện trạng tuyến đường đang thi công để những vật liệu xây dựng mà không có cảnh báo rõ ràng, hạ tầng xuống cấp như vậy, không khó để hình dung việc xảy ra tai nạn trong đêm vắng trên đoạn đường này thảm khốc ra sao. Hy vọng sau tai nạn của ca nương Tú Thanh, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng có biện pháp khắc phục kịp thời tránh những tai nạn thương tâm xảy ra trên con đường này thưa quý vị vừa qua dư luận không khỏi xôn xao bàn tán về vụ việc một công an quận lê trân thành phố hải phòng bị bạn gái tố gây thương tích với hình ảnh chụp nhiều vết thương theo diễn biến mới nhất anh thp người bị tố đã lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm yêu đương tuy nhiên anh này cũng khẳng định mình không xuống tay với bạn gái và cho rằng những vết thương tích trong hình ảnh là cắt ghép anh thp cảnh sát hình sự thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận lê trân thành phố hải phòng xác nhận có tình cảm yêu đương với chị httn anh P cho biết, anh và chị N yêu nhau từ năm 2021 và xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Theo quy định của ngành công an thì trước khi tiến đến hôn nhân, bên chị N phải cung cấp lý lịch để làm thủ tục báo cáo tổ chức, nhưng chị N lại né tránh với mục đích chỉ hoãn đám cưới. Anh P trình bày, gần đây tôi bất ngờ phát hiện N đã dựng lên vở kịch để lừa tiền của tôi. Theo đó, N cùng một số đối tượng đã cấu kết dựng lên lý lịch sang chảnh cho N từ tháng 11 năm 2022 đến cuối tháng 12 năm 2022, tôi đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho N nhiều lần với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng. Cũng theo anh P, số tiền này bố mẹ đã cho anh để làm vốn cưới vợ. Để tạo niềm tin, chị N nói bố đẻ đã mua một căn nhà ở khu đô thị cao cấp tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng với số tiền 20 tỷ đồng và đã cho anh P đứng tên căn nhà. Thậm chí chị N còn chụp gửi cho bạn trai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn biệt thự số 25 ở khu đô thị mang tên anh THP. Tuy nhiên trên thực tế đây là giấy tờ giả. Trước đó chị HTTN đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo bạn trai là anh THP đã có hành vi hành hung gây thương tích cho chị. Theo đơn tố giác tội phạm của chị N, vào tối 18 tháng 5, chị tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P tại một nhà hàng ở Hải Phòng. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh p không hài lòng với việc tổ chức sinh nhật này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn vào đêm cùng ngày khi về trước cửa căn nhà tại khu vực đô thị vinhomes imperial phường thượng lý quận hồng bàng thì chị bị anh p tác động vật lý liên tiếp khiến chị phải chạy ra khỏi xe để thoát thân khi chạy ra ngoài đến đầu xe ô tô thì chị n bị choáng nên ngã gục xuống lúc này anh p mở cửa bên lái tiếp tục đi đến và xuống tay nhiều lần toàn bộ sự việc có camera an ninh khu vực ghi lại và chị n đã gửi tới cơ quan công an theo chị N, do anh P nợ nần ở ngoài xã hội, nên gia đình anh P đã phải bán nhà để trả nợ. Chính vì thế mà chị đã về Hải Phòng cùng anh P. Cả hai thuê căn hộ cùng sinh sống. Anh P tự nguyện nhận đóng góp tiền làm nội thất và mua sắm đồ dùng trong ngôi nhà mới thuê. Một lãnh đạo công an quận Hồng Bàng cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra liên quan đơn tố xác của chị N. Lời kể của cả hai phía đang cho thấy sự mâu thuẫn và khó để đi đến kết luận nhanh chóng cho vụ việc. Liệu chị N có thật sự là người đứng sau dựng nên vở kịch lừa đảo như lời anh P nói? Và những hình ảnh các vết thương trên người chị N có đúng là sự thật hay chỉ là cắt ghép? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có những thông tin mới nhất. Xin được chuyển sang tin tức khác. Tối ngày 20 tháng 6, nhiều người dân sống xung quanh khu vực cầu Châu Giang, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, đã có một phen hoàng sợ khi gặp một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí là vỏ chai bia và ném vào người đi đường. Nhóm thanh niên này còn dùng hung khí tác động vào đầu khiến một người bị ngã xe. Mới đây, công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng này. Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tối 20 tháng 6, Nhóm 15 đối tượng do Phạm VDD, sinh ngày 13 tháng 11 năm 2007, trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam, cầm đầu, đã sử dụng 6 xe máy mang theo hung khí là vỏ chai bia, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi để đi tìm đánh nhóm thanh niên ở thành phố Phủ Lý. Khi đi đến cầu Châu Giang, phường Lương Khánh Thiện, nhóm đối tượng này đã ném vỏ chai bia đe dọa người đi trên đường và dùng vỏ chai bia tác động khiến anh DXC, chú ở phường Thanh Châu, đang điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị thương. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an thành phố Phủ Lý đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Phủ Lý Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi gây số trật tự công cộng xảy ra tại Tổ 8, phường Lương Khánh Thiện. Trong số 15 đối tượng này có 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi manh động, liều lĩnh và côn đồ là những từ ngữ có thể hình dung về các đối tượng trong vụ việc này. Mặc dù còn đang ở độ tuổi vị thành niên, những thanh niên này không ngần ngại tấn công người đi đường một cách vô cớ, bằng cách thức hết sức hung hăng côn đồ. Pháp luật cần xử lý nghiêm những trường hợp này để gian đe, giáo dục và tránh những vụ việc tương tự tái diễn. Với tâm lý lo các đối tượng trộm cắp đột nhập nhà, nên nhiều người dân đã chi tiền làm chuồng cọp. Tuy nhiên, những khung sắt được hàn, quây kín ban công ngôi nhà vô tình trở thành chướng ngại vật, chặn lối thoát khi hỏa hoạn xảy ra. Trong vụ cháy dạng sáng ngày 4 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh, rất may hai vợ chồng cùng con nhỏ mắc kẹt trong căn nhà đang cháy lớn đã được hàng xóm dùng xà beng cậy phá chuồng cọp sắt, giải cứu kịp thời. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 7, căn nhà 2 tầng ở đường TA16, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bùng cháy lớn ở khu vực tầng trệt thời điểm này căn nhà khóa trái cửa bên trong có hai vợ chồng cùng con gái khoảng 8 tuổi đang ngủ nhiều hàng xóm phát hiện vụ cháy đã lao đến đập cửa hô hoán gọi người bên trong nhà và mang nhiều bình chữa cháy mini kéo vòi nước đến dập lửa nghe tiếng chi hô cháy gia đình bên trong nhà tỉnh dậy tháo chạy ra ban công tầng 2, nhưng lối thoát này đã bị bịt kín bằng chuồng cọp sắt kiên cố nhiều người đã leo lên tầng 2 dùng xà beng cậy phá chuồng cọp kịp thời đưa cả gia đình ba người thoát nạn an toàn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 cũng điều nhiều phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn rất may không gây thương vong về người nhưng thiêu dụi nhiều tài sản. Hiện nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được làm rõ. Những vụ hỏa hoạn này thêm một lần nữa cho thấy lối thoát an toàn khi xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng, nhất là với nhà ống bị kín bằng chuồng cọp để chống trộm chính thiết kế nội bất xuất, ngoại bất nhập này đã khiến công tác xử lý đám cháy gặp nhiều khó khăn, chặn đứng đường thoát nạn của những người trong ngôi nhà. Quý vị thân mến, hầm núi Vung ở Ninh Thuận thuộc dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo có chiều dài 2,2 km, tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng. Đây là hầm xuyên núi dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang triển khai hiện nay. Sau thời gian dài thi công, tới nay hầm xuyên núi Vung đã chính thức được thi công, mở ra những thuận lợi cho việc tham gia giao thông qua khu vực chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đã tổ chức thông hầm núi Vung tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ngày 3 tháng 7. Hầm núi Vung dài 2,2 km là hạng mục quan trọng của cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, đồng thời là hầm xuyên núi dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang triển khai. Theo đánh giá, hầm này có địa chất phức tạp nhất trong 6 hầm trên cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, được thi công theo phương pháp NATM của Áo, an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống. Đơn vị thi công đã thực hiện hai mũi đào từ hướng Bắc và Nam của nhánh trái hầm, đã hợp long với độ chính xác tuyệt đối. Việc thông hầm núi Vung đánh dấu mốc quan trọng, góp phần đưa toàn cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Phát biểu tại lễ thông hầm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần làm việc, khắc phục khó khăn của doanh nghiệp thi công hầm núi Vung để tiến tới hoàn thành toàn dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo dài 78,5 km, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Dự án đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa gần 5 km, Ninh Thuận 63 km, Bình Thuận gần 12 km. Đối với hầm núi Vung, giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện một ống hầm rộng 14 m, phục vụ khai thác với hai làn xe hai chiều, vận tốc 80 km/h. Đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo hoàn thành, ô tô sẽ chạy liền mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang trên đường cao tốc. Kính thưa quý vị, số ca sốt xuất huyết nhập viện tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng nhanh. Trong tuần qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) ghi nhận 197 ca sốt xuất huyết trên địa phương, tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước. Điều đáng nói, đối tượng bị sốt xuất huyết phổ biến hiện nay là trẻ em từ 1 đến 12 tháng tuổi. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của trẻ. Những ngày qua, bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng sốc nguy kịch. Hiện tại, bệnh viện đang tiếp nhận 8 bệnh nhi nặng. Bệnh nhi TCR mới 8 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc da nổi bông. Theo gia đình chia sẻ, bệnh nhi sốt cao liên tục 4 ngày, ho sổ mũi đến ngày thứ 5. Bệnh nhi bắt đầu bớt sốt nhưng ói 3 lần, bụng trướng và nổi chấm xuất huyết trên da, nên gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhi nhập viện. Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ kiểm tra lâm sàng, huyết áp kẹp 80 trên 65, nổi chấm xuất huyết ở chân tay bụng, bệnh nhi được trần đoán sốc sốt xuất huyết nặng và được điều trị chống sốc tích cực với dung dịch điện dài. Tiếp đó, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng thành phố để được tiếp tục điều trị chống sốc, truyền máu, điều trị hỗ trợ gan. Tình trạng huyết động, tổn thương gan trẻ cải thiện, tỉnh táo, bú khá. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, phụ huynh không nên chủ quan dịch bệnh sốt xuất huyết đang lưu hành hiện nay. Khi thấy trẻ sốt cao liên tục 3 đến 4 ngày không hạ, nôn ói, đáp ứng kém, hắt hơi, tiêu chảy, cần đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời, tránh những biến chứng xảy ra. Để phòng dịch sốt xuất, xuất huyết, trẻ và người chăm sóc trẻ nên rửa tay thường xuyên, vệ sinh dụng cụ trẻ tiếp xúc hàng ngày. Ngoài ra, các phụ huynh nên phòng ngừa bằng cách vệ sinh môi trường, diệt mũi và lăng quăng, ngủ phải mắc mùng màn. Như quý vị đã biết, Nhà máy thủy điện Thác Bà ở Yên Bái sau hơn 10 năm xây dựng đã được khởi động và hòa vào lưới điện quốc gia vào ngày 5 tháng 10 năm 1971. Đây là một trong những nhà máy thủy điện đã hoạt động hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, việc tình trạng nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua đã làm lưu lượng nước quá ít. Nhà máy khó đạt kế hoạch sản xuất 401 triệu kWh điện và đang đứng trước nguy cơ dừng phát điện. Theo thông tin từ công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, từ ngày 1 tháng 6, hồ Thủy điện Thác Bà đã dưới mực nước chết công ty cổ phần thủy điện thác bà phải chủ động dừng hai tổ máy tổ máy số 3 phát điện ở mức tối thiểu 15 mw nhằm cung cấp nước cho hạ du và cung cấp điện cho đời sống của người dân cũng như đưa dần mực nước hồ lên trên mực nước chết đảm bảo đúng quy trình điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng tuy nhiên đến thời điểm này hầu như các tổ máy không hoạt động ông nguyễn mạnh cường phó tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện thác bà chia sẻ đơn cử như ngày mùng ba tháng 7, lượng nước về hồ thác bà đạt 120 trăm hai mươi mét khối trên dây Mực nước là 47,93 m, mực nước chết là 46 m. Do vậy không thể duy trì phát điện được vì sai lệch về giá trị cho phép là rất lớn. Theo thống kê, tình hình thủy văn vào tháng 4 tháng 5 hàng năm sẽ có lũ tiểu mãn, nhưng năm nay đến tháng 7 vẫn không có lũ. Đặc biệt từ tháng 5 đến nay, lưu lượng nước về hồ so với trung bình nhiều năm chỉ bằng 40% và chỉ bằng 22% so với năm 2022. Điều này cho thấy tình hình rất khô hạn. Dự báo trong năm nay, tình hình sản xuất thủy điện sẽ hết sức khó khăn. Năm 2010-2016, đã có thời điểm mực nước hồ cũng xuống thấp nhưng vẫn đạt mức 46 mét. Trong khi đó, năm nay mực nước thấp nhất trong lịch sử nhà máy. Ông Cường nhấn mạnh, sau hơn 50 năm đi vào hoạt động, đây là lần đầu tiên chúng tôi phải dừng máy phát điện vì không đủ nước. Hồ Thác Bà từ lâu đã được ví như Hạ Long trên núi vùng Tây Bắc, là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Rộng gần 20.000 ha nước mặt, gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Hồ Thác Bà là một kỳ quan của tỉnh Yên Bái. Việc thủy điện Thác Bà tạm dừng hoạt động được dự báo sẽ gây nên tổn thất lớn cho ngành điện trong thời gian sắp tới, đặc biệt là khi nắng nóng đang kéo dài và xu hướng dùng điện của người dân ngày càng tăng cao. Thưa quý vị, bên cạnh dịch sốt xuất huyết, người dân thành phố Hồ Chí Minh còn đối diện với cảnh ngập nước trong nhiều ngày qua. Mới bước vào mùa mưa nhưng tình trạng ngập tái diễn trên nhiều tuyến đường, nhất là ở phía đông thành phố. Dù địa hình khu vực này cao ráo hơn các nơi khác, mưa lớn kèm theo hệ thống thoát nước yếu kém đã làm nhiều tuyến đường quận 9, Thủ Đức, nơi có địa hình cao nhất thành phố Hồ Chí Minh trở thành rốn ngập mới. Tình trạng ngập nước đã xảy ra trong suốt một tuần qua tại đường Võ Văn Ngân, đoạn gần chợ Thủ Đức có độ dốc lớn. Theo người dân ở đây cho biết, thì cứ mưa lớn khoảng 15 phút, nước lại chảy như thác, đổ dồn về chỗ thấp. Tình trạng ngập xảy ra nặng nhất là trên các tuyến đường Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân, quanh chợ Thủ Đức. Tương tự mặt đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao cắt với đường sắt Bắc Nam, cứ mưa là ngập sâu. Tại quận Gò Vấp, mỗi khi mưa kéo dài trên 15 phút cũng khiến các tuyến đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích ngập lút bánh xe. Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực phía Bắc thành phố Thủ Đức tuy cao nhưng có dạng gò đồi. Cao độ địa hình có xu hướng giảm dần từ phía Bắc về phía Nam, Đông Nam. Đặc biệt mức độ chuyển tiếp giữa khu vực có địa hình cao đến khu vực có địa hình trũng thấp biến thiên rất lớn, tạo thành những khu vực có độ dốc hơn 10% như tuyến đường Võ Văn Ngân, Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân, khu vực chợ Thủ Đức. Đó là những nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường nước chảy xiết như dòng thác giữa phố khi mưa xuống. Một nguyên nhân nữa được ông Điệp chỉ ra là hạ tầng hệ thống thoát nước khu vực thành phố Thủ Đức không đáp ứng kịp nhu cầu khi lưu vực thoát nước liên tục tăng lên do tốc độ đô thị hóa. Theo tiến sĩ Hồ Long Phi, nguyên viện trưởng Viện Nước và Biến đổi khí hậu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, những năm gần đây, nơi phát sinh điểm ngập nhiều nhất không phải là những địa bàn thấp trũng mà là những địa bàn cao xá của thành phố Hồ Chí Minh như thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn. Nguyên nhân chính gây ngập ở các khu vực này là do tình trạng đô thị hóa diễn ra rất mạnh mẽ. Việc bê tông hóa đã thu hẹp dần diện tích đất để thẩm thấu nước, các kênh rạch thoát nước tự nhiên cũng không còn nên tình trạng ngập càng thêm trầm trọng. Theo nhiều chuyên gia dự báo, tình trạng ngập ở các quận ven, huyện ngoại thành sẽ kéo dài và có thể ngày càng nặng hơn do đô thị hóa theo quy trình ngược. Đáng lẽ ra, hệ thống thoát nước phải được đầu tư trước, trên cơ sở độ dốc, địa hình, hệ thống sông rạch tự nhiên để phù hợp với lưu vực, sau đó mới hoàn thiện các hạ tầng khác. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.